Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong video này thì mời các bạn cùng mình trên tay cũng như là mở hộp một cái Dark Arm đến từ Macintosh, đó chính là Dark Arm MHA50. Đây là một Dark Arm cao cấp có mức giá lên tới là gần 20 triệu đồng, chính xác hơn đâu đó là 19 triệu 950 ngàn đồng thì phải. Nói chung là cùng mình bắt đầu video để xem bên trong cái hộp này có những cái gì mà đắt như vậy nhá. Và sản phẩm này cũng sẽ có mặt trong Headphone Show tổ chức vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3. Các bạn đừng quên đến tham dự để trải nghiệm nhanh cái mẫu Dark Arm này nhá. Và tất nhiên là vé ra vào là hoàn toàn miễn phí. Cách đóng hộp của chiếc Dark Arm này rất là đơn giản, chúng ta chỉ nhìn vào thôi đã nhận ra những điểm đặc trưng rồi. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái vòng xoay âm lượng nhìn rất là đặc trưng luôn. Và thứ hai là chúng ta đang có những cái chữ trắng trên nền đen. Còn khi lật ra mặt sau thì sao? Các bạn có chữ đen trên nền trắng, một cái đặc trưng thiết kế rất đơn giản đến từ Macintosh. Ở mặt sau này các bạn sẽ có tất cả những cái thông tin gì mà liên quan tới cái chiếc Dark Arm này. Đầu tiên là những tính năng mang lại này. Tiếp theo là các bạn sẽ có những cái thứ có trong hộp. Và cuối cùng là cái này đang phù hợp với những cái thiết bị nào. Hiện tại thời điểm ra mắt thì mới chỉ có iPhone 7 Plus thôi. Đấy là chúng ta sẽ có cao nhất iPhone 7 Plus. Và thấp nhất ở đây các bạn đang có đó chính là đến iPhone 5 và iPad mini. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái mẫu máy này ra nhá. Đầu tiên là chiếc Dark Arm của chúng ta MHA50. Mình sẽ tạm thời để sang một bên. Tiếp theo ở dưới này là một cái bao da. Với một sản phẩm có mức giá lên tới là 20 triệu đồng thì thực sự là một cái bao da như thế này nó chưa làm mình hài lòng cho lắm. Tuy nhiên là có một cái bao da sẽ giúp các bạn có thể mang thiết bị của chúng ta đi rất là gọn gàng mà không sợ bị xây xước. Cũng như là các bạn có một cái đường chỉ xanh ở đây nhìn rất là nổi bật. Tiếp theo ở dưới này chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên giữ cuốn sách này lại bởi vì trong này sẽ có hướng dẫn rất là nhiều thứ liên quan tới chiếc Dark Arm của chúng ta. Một thiết bị âm thanh thì thường hướng dẫn khá là nhiều. Ở đây sẽ là một cái phiếu như kiểu là phiếu bảo hành thì phải. Và dưới này là một cái giấy chứng nhận. Phía dưới giấy chứng nhận thì các bạn sẽ có rất là nhiều sợi cáp. Phải nói rằng cái Dark Arm này đưa cho các bạn đủ thứ sợi cáp trên đời luôn. Các bạn sẽ có cáp micro USB to micro USB này. Tiếp theo là các bạn có cáp micro USB to Type-C. Cái này chắc là dành cho Android rồi. Tiếp tục ở đây là các bạn sẽ có một cọng cáp là USB Type-A to Lightning. Và cuối cùng là một cọng cáp từ USB Type-A sang micro USB. Cọng cáp này các bạn phải dùng để sạc luôn này. Ở đây là các bạn đang có một cái củ sạc. Và cái củ sạc này thì như mình thấy là nó khá là nhỏ gọn. Và đồng thời các bạn sẽ có một cái chân đi theo nữa để chúng ta có thể cắm vào cái củ sạc này, giúp các bạn là thay đổi chân tùy theo cái ổ điện các bạn đang sử dụng. Và như vậy là xong, hãy cùng mình quay trở về nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là chiếc Dark Arm MHA50. Với sản phẩm này chỉ cần nhìn vào thôi đã biết rằng đến từ thương hiệu Macintosh rồi, bởi vì chúng ta có cái thiết kế vô cùng là đặc trưng. Các bạn sẽ thấy rằng là cái vòng tăng giảm âm lượng cũng quen thuộc này, cái mặt kính này cũng quen thuộc, và rồi cái màu xanh ở cả trên và dưới cũng quen thuộc luôn. Thì đây là những cái thiết kế rất là đặc trưng. Với phần mặt lưng của thiết bị này thì các bạn sẽ có nhôm cao cấp và nó được bo cong sang hai bên, vì vậy cảm giác cầm nắm thiết bị là rất tốt. Và việc sử dụng chất liệu nhôm cao cấp như thế này thì hãng đã công bố là sẽ giúp chúng ta không bị bất kỳ một noi một nhiễu nào là ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu âm thanh của bạn cả. Ở phần cạnh trên của thiết bị các bạn sẽ có một cái công tắc gain để chỉnh giữa lao và hai. Nếu như các bạn đang nghe nhạc để ở mức max âm lượng mà các bạn thấy rằng vẫn bé thì các bạn gạt cái cần này từ L sang H, tức là từ lao sang hai, để chúng ta gain âm lượng lên lớn hơn. Còn nếu các bạn thấy ở phần lao đủ rồi, chúng ta không phải gạt nữa. Bên này thì sẽ là jack cắm tai nghe của chúng ta. Tiếp tục là một nút Bluetooth. Với Bluetooth ở trên thiết bị này thì các bạn đã có công nghệ Bluetooth V4.1 cùng với lại hỗ trợ aptX. Và cái công nghệ Bluetooth 4.1 này thì có thể giúp thiết bị của các bạn nghe nhạc không dây liên tục trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên nếu như các bạn nghe nhạc có dây thì thời lượng sử dụng pin nó sẽ lâu hơn là nghe nhạc không dây. Và bên này thì các bạn có cái công tắc HDX. Đây là một công nghệ độc quyền đến từ Macintosh. Công nghệ giúp bạn giả lập âm trường cho tai nghe để âm trường của tai nghe lúc này rộng hơn, nghe như kiểu đang nghe bằng loa. Thế nhưng cá nhân mình thì mình không có thích lắm, vì vậy thường là mình tắt đi khi mà mình nghe bằng chiếc Dark này. Ở cạnh dưới của thiết bị các bạn sẽ có một cái công tắc tắt bật và chuyển chế độ ở đây. Để sang bên trái này là off, các bạn gạt vào giữa là cho thiết bị iOS, và gạt sang bên cạnh này là multi. Multi nghĩa là các bạn sẽ có Windows, các bạn sẽ có Android. Và khi chúng ta sạc nguồn thiết bị này thì các bạn cũng sẽ sử dụng dây micro USB cắm vào cổng multi này để chúng ta sạc pin cho thiết bị. Ở phần mặt trước của thiết bị thì chúng ta cũng đã nhìn qua rồi, các bạn sẽ có một cái nút đây, đây là nút standby chứ không phải là nút tắt bật thiết bị. Lúc đầu thì mình cũng có nhầm, nhưng mà khi mà mình giữ nút này và thấy đèn chuyển sang màu trắng thì mình biết rằng đây là standby chứ không phải là tắt thiết bị. Với cái việc điều khiển âm lượng bằng cái vòng tròn cảm ứng này này thì nó có một cái hay là khi chúng ta điều khiển cảm giác rất là lạ. Thế nhưng có một cái dở là mình không thể kiểm soát được âm lượng của mình giờ đang nằm ở đâu. Mình chỉ có thể cho tay vào mà vuốt, vuốt khi nào cảm giác ưng ý thì thôi. Hy vọng là các bạn sẽ thay đổi cho thiết bị được, bởi vì thiết bị này chắc chắn sẽ không thay đổi theo ý thích của bạn. Nói về chất âm của chiếc Dark Arm MHA50 thì chất âm này cực kỳ đặc trưng Macintosh. Nếu như bạn nào mà đã từng say mê chất âm của Macintosh rồi thì hiển nhiên khi sử dụng chiếc Dark Arm này các bạn cũng sẽ bị cuốn hút theo nó. Say mê ở đây nghĩa là khi chúng ta nghe chất âm từ Macintosh mà các bạn có sử dụng bất kỳ một cái tai nghe hay một cái loa nào ấy, nếu như cái tai nghe và cái loa đó bạn nghe không hay thì lỗi không phải là tại cái DAC hay là tại cái âm ly, mà lỗi của chúng ta đó là tại cái tai nghe và cái loa đó không đủ sức để đánh cái DAC này.
Và đúng là khi mà mình nghe và mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là cái sự đam mê và sự yêu thích của mọi người cũng là có lý do. Chất âm từ Marketos rất là đặc biệt. Đầu tiên là phải nói về giải mid, thì cái giải mid mà chiếc DAC này đưa ra rất là dày và đôi khi nó làm giọng ca sĩ nó hơi ồm nhẹ lên một chút, nhưng cái ồm đó thì lại rất dễ gây nghiện bởi vì nó khiến giọng ca sĩ trở nên quấn hút hơn, trở nên chín chắn hơn, và khi các bạn nghe thì cảm giác nó đi vào lòng người hơn, nó nghiện hơn cái chất âm đó. Còn về cái giải bass thì mình cảm giác rằng là chiếc DAC này hơi nhấn nhẹ một chút vào giải loud bass, và đồng thời là có làm tiếng bass nó trở nên tròn trịa hơn, nó hơi ngắn hơn một chút so với lại bass gốc. Tuy nhiên thì cái sự tròn trịa đó nó lại khiến cho người nghe có cái gì đó cảm giác tiếng bass rất là nội lực. Và thêm một cái điểm nữa là tiếng bass ở trên chiếc DAC này thì được kiểm soát chính xác đến từng nốt nhạc một. Vì vậy khi chúng ta nghe rất là hài lòng với cái giải bass này. Và cuối cùng là về giải treble ở trên MHA50 thì với cái giải treble này mình thấy rằng là tiếng treble rất là sáng và rất là chi tiết. Chi tiết ở đây tức là mình có thể nghe rõ được từng cái tiếng chép nhỏ một mà đôi khi nếu không có DAC thì mình sẽ không thể nghe được. Với 20 triệu đồng bỏ ra cho sản phẩm này, các bạn sẽ có được một chiếc DAC Arm phù hợp với rất là nhiều thiết bị. Các bạn có thể sử dụng điện thoại chạy Android, điện thoại chạy iOS, các bạn có MacBook, các bạn có Windows, tất cả đều phù hợp với thiết bị này. Và em nó thì cũng rất là nhỏ gọn, có thể cầm như kiểu cầm một chiếc smartphone luôn, các bạn có thể mang đi bất kỳ đâu. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào? Các bạn thấy 20 triệu có đắt cho cái sản phẩm này hay không? Và các bạn có dự định là sẽ mua một sản phẩm này hay không? Nếu như các bạn thấy rằng là mình nói còn cái điều gì đó phân vân, các bạn hãy đến ngay Headfire 2019 để trải nghiệm chiếc DAC Arm này nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Có ý kiến gì cứ để phần bình luận, mình sẽ quan trả lời các bạn.